Lý kính chào quý vị. Quý vị hầu hết đều thích trang sách hiếm đúng không? Và trang sách hiếm thì được lập ra và được điều hành bởi một người tín đồ đạo Chúa đã tỉnh ngộ. Đó chính là phu nhân của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Và hôm nay Lý mời nếu quý vị chưa biết nhiều về cô, tại cô thì Ly thì rất là thích cô, bởi vì cô là một người mà Ly ít ít gặp ngoài đời, một người mà Ly không nói hết được đâu. Mặc dù là một cô khi ở Việt Nam trước giờ giải phóng thì cô dạy học, rồi khi sang Mỹ thì cô làm bên khoa học, cô làm bên lĩnh vực khoa học, rồi sau đó thì cô lập ra trang sách hiếm. Sau khi cô tỉnh ngộ đó thì cô lập ra trang sách hiếm. Và bây giờ cô Ly mời quý vị nghe một cái bài của cô đăng trên sách hiếm với cái tên, với cái bút hiệu là Lý Thái Xuân. Cô tên thật là Xuân, nhưng mà cô bây giờ lấy tên ở trên Facebook là Lâm Phú Châu. Rồi cô cũng có cái bút hiệu là Quên Hoài, nick Facebook Quên Hoài. Cho nên nếu quý vị gặp Quên Hoài ở trên sách hiếm này, Lý Thái Xuân này là của cô, của phu nhân giáo sư Nguyễn Mạnh Quang á. Mời quý vị nghe bài này, Tâm sự khi mẹ ngủ, của tác giả Lý Thái Xuân, tức là phu nhân giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, viết năm 2013. Bài này rất là cảm động thưa quý vị. Ly thì Ly đọc lâu rồi, bây giờ Ly mới đọc lên đây. Ngày tháng chấm chấm, hôm nay chấm chấm, hôm nay tiễn mẹ đi về. Nhưng con cứ nghĩ, tiễn mẹ đi về nơi nào mà tiếng Anh Ly đọc được. Nhưng con cứ nghĩ mẹ không ở đó. 3 ngày sau khi người ta chôn mẹ trong tường đá, dù con đã ra thăm mộ 2 lần và sẽ đi đến đó chiều nay, nhưng con vẫn hoang mang không biết mẹ thực sự ở đâu. Tính đến hôm nay mẹ đã mất 2 tuần. Ngày tháng chấm chấm, hôm nay dạng như nhật ký á quý vị. Tính đến hôm nay mẹ đã mất 2 tuần, con giờ như trở lại lúc còn 4 5 tuổi. Khi bắt đầu biết ý thức được sự cần thiết có mẹ, con sướt mướt trong nước mắt và nghẹn cứng nơi ngực với cơn ho thỉnh thoảng nổi lên. Mẹ của cô ấy cũng là người theo đạo Chúa. Có lẽ đó là do mấy ngày nay con bị cảm như chưa bao giờ bị cảm. Từ nhiều năm qua, con đã không còn nhớ bị cảm ra sao. Nói ra thiên hạ sẽ chê cười, ai cũng cho là mẹ đã thọ lắm và tốt lắm rồi. Và con bây giờ là bà già 65 tuổi rồi, chứ đâu phải là một đứa trẻ, huống chi lại giống như đứa trẻ 4-5 tuổi, nôn nóng chờ mẹ đi chợ về. Mấy ngày nay, con như mất phương hướng, không còn thấy mục đích của cuộc đời như những năm tháng trước ngày mẹ mất. Mẹ đã sống ngót nghét một thế kỷ, mẹ để lại không biết bao nhiêu là kỷ niệm với con. Có lẽ con đã trở thành một người hay dựa dẫm vào tình mẹ mà con chưa hề ý thức điều đó cho đến hôm nay. Mẹ có lẽ lắc đầu như đã từng như thế. Bậy nào, tức là cô đoạn này là cô muốn ôn lại lời mẹ. Bậy nào, con đã trưởng thành từ lúc 15 tuổi, đi học xa, chịu đựng những khổ nhọc để có thể học qua bậc tú tài. Con cũng bắt đầu giúp tiền nuôi gia đình từ lúc làm cô giáo nhỏ mới 19 tuổi. Chính mẹ mới ân hận để con vất vả. Nhưng không mẹ ơi, đó là niềm tự hào nho nhỏ của con. Mà thôi, năm 1975 con lại đi biệt xứ. Mấy năm trường có giúp gì được cho gia đình trong thời ly loạn đâu. Mãi đến lúc chúng ta đoàn tụ lại thì con tiếp tục được nuông chiều trong tình mẫu tử. Con thấy mẹ hân hoan trong mỗi cái con được, mẹ bực bội trong những lần con mất. Con mừng, cái mừng của con nhân lên, cái buồn của con giảm bớt.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra từ trước tới nay con chưa bao giờ mất, và mãi đến hôm nay con mới biết mất là thế nào. Bởi vì kể từ đây, niềm vui nào cũng chẳng còn được nhân lên, và đau khổ nào cũng khó thể vơi đi được nữa. Nếu không có thêm người bạn đời của con ở bên cạnh, có lẽ con không còn động lực nào khác để vui sống. Như thế, chẳng phải là từ trước tới nay con đã dựa dẫm vào tình mẫu tử của mẹ thì là gì? Trước đây, năm 2001, con có viết một bài tựa đề Tự do cho mẹ. Trong đó, con muốn cuộc sống thật tốt. Con muốn cuộc sống thật đối với mẹ. Không bắt mẹ làm một bà thánh để con chấp nhận những điều tích cực lẫn tiêu cực của mẹ mà không làm mẹ và con phải ân hận điều gì khi xa nhau. Nhưng rồi khi mẹ thực sự ngủ một giấc dài thì chính con lại không tránh khỏi ân hận vì con chưa làm hết những điều con muốn làm cho mẹ. Con nói thật, Thiên Chúa mà mẹ tin cũng chẳng thể thay thế tình mẫu tử trong lòng con. Nhưng con rất mong mẹ tìm được nơi mẹ muốn đến. Chị em con sẽ đồng thanh đáp ngay không chần chờ. Sao nói phạm thượng như thế? Thiên Chúa là trên hết, Thiên Chúa sinh ra mọi sự, cả tình mẫu tử. Con sẽ nhỏ nhẹ đáp, vâng, nếu thực sự có Thiên Chúa như thế, nhưng con không tin, vì thực tế không hề có. Những câu nói, Chúa là tình yêu, Đức Mẹ là nơi an ủi, đều là những lời mà giáo hội muốn nhồi sọ chúng ta. Họ tuyên truyền, quảng cáo cho đạo, con cho là gian dối. Tất cả các chị em khác của con luôn trung thành với con đường phúc cho ai không thấy mà tin của nhà thờ mà cha mẹ đã dẫn dắt. Chỉ có con bây giờ, con cần được chứng minh những gì con nghe nói. Con bây giờ giống như mẹ ngày xưa, chỉ hơi ngược lại mà thôi. Mẹ cởi bỏ truyền thống ông bà để đi theo đạo Chúa. Tổ tiên mới của mẹ là hai vợ chồng Adam và Eva. Con thì cởi bỏ nếp sống con chiên của Chúa để trở về với truyền thống ông bà bên ngoại, đó là tổ tiên lạc hồng. Có nghĩa là mẹ của cổ thì lúc đầu là đạo Phật, là đạo ông bà, nhưng mà đã theo đạo Chúa trong một cái cơ duyên. Còn cô ấy thì từ một người đạo Chúa lại bỏ đạo Chúa để trở về với tổ tiên lạc hồng. Mẹ từ một gia đình đạo ông bà thờ Phật, nhưng chưa hề có ai giải thích cho biết nền tảng của đạo Phật hay đạo ông bà là gì. Mẹ đi theo đạo Chúa vì gặp được sự yêu thương đùm bọc của một gia đình người Tây. Lẽ đương nhiên là họ theo đạo Chúa. Nếp sống của họ là mỗi ngày ca tụng và cảm ơn Chúa trong từng việc. Xem đó là phong cách ứng xử của một con người văn minh, đạo đức và lễ độ. Lại thêm những giá trị nhân bản của nền văn minh Tây phương mà gia đình ấy đối đãi với mẹ như không bao giờ rầy la mắng nhiếc những người giúp công, hơn hẳn những cọ xát thô lỗ trong xã hội quê mùa chậm tiến của dân Việt Nam. Mẹ lại được xem như là một người thân trong gia đình người ta, được đi Tây. Mẹ nghĩ là tất cả những gì tốt đẹp đó là nhờ đạo Chúa. Thế là mẹ như từ cõi tục bước lên chốn thiên đàng. Mẹ mang ơn gia đình ấy cả đời và mê mẩn cho tới chết cái nếp sống và những ngày tháng trong gia đình đó. Mỗi tuần mẹ được mặc quần áo sạch sẽ bảnh bao, đi nhà thờ mỗi sáng, nghe thánh nhạc với gia đình người ta. Không còn gì sang trọng bằng. Chưa kể, người ta là những người có quyền thế đối với dân thuộc địa. Dân có đạo đến đâu cũng được sắp đặt, được kết nối, được ưu tiên. Làm sao không hấp dẫn được người đời? Mẹ tôi
cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối, bơi lội, bươn chải trong vận mệnh của một nước thuộc địa, tìm kế sinh nhai và bị hấp dẫn, cũng như vô số những người khác bị hấp dẫn trong nhiều trường hợp tương tự như thế mà thôi. Thế là mẹ theo đạo Chúa và gặp cha. Thế là mẹ theo đạo Chúa và gặp cha cùng đi một nhà thờ. Rồi mẹ kết hôn, rồi mẹ làm cô giáo cho đến tuổi hưu. Còn bên nội của con là đạo dòng, nên mọi việc thì Ly đọc được. Đương nhiên là thế. Xưa nay, con chưa hề nghe kể lại người đầu tiên trong họ bên cha theo đạo như thế nào. Chẳng ai còn biết người cải đạo đầu tiên trong dòng họ ra làm sao và trong trường hợp như thế nào. Kết quả là con cũng đã theo con đường của cha mẹ. Con vẫn đi nhà thờ miệt mài cho đến gần cuối cuộc đời, cứ tưởng rằng mình thánh thiện đạo đức, nhưng như những tiếng thánh thiện đạo đức cứ nhồi nhét hàng ngày vào trong tai con. Rồi tư tưởng của con từ bé thơ, qua lời kinh, qua lời giảng, qua lời hát, chưa hề có ai nói cho biết những điều vô lý, cao ngạo và hết sức ấu trĩ của nó. Mẹ biết rõ, thời nhỏ, con vâng lời cha mẹ trong việc đi nhà thờ, mặc dù con rất tiếc thì giờ, con đã bị mất thêm giờ làm việc trong nhà người ta. Vì ở trọ mà không tốn tiền nên không còn giờ làm bài vở ở trường. Hơn nữa, cái thời gian cô đi học ở nhờ nhà người quen không à? Tại cô đi học xa nhà đó. Và của tuổi cái thời gian đó cô cũng chịu rất nhiều những khó khăn. Trong cái thời gian gia đình cũng khó khăn. Cô đọc, Ly đọc cái bài đó mà Ly thương cô mà. Không biết đọc lên đây, Ly rất muốn đọc. Hơn nữa con cảm thấy nếu Chúa toàn thiện thì không thể là kẻ thích tâng bốc nịnh bợ. Sao ta cứ cà kê những câu chúc tụng ngợi khen, hết ca Chúa rồi ca Đức Mẹ mỗi ngày như thế. Con cũng cố vâng lời các ma sơ dạy giáo lý, các cha cố, mặc dù con không mấy phục họ lắm, nhưng với đầu óc non trẻ, con chấp nhận họ là những người con cần phải kính trọng. Vì con được dạy bảo như thế, nhiều lúc con say sưa trong dòng nhạc rất du dương, hát lên để chúc tụng Chúa và lòng đầy phấn khích. Con được trang bị đầy đủ những thiết bị mà nền giáo dục của đạo Chúa đã chuẩn bị cho con trong những bài kinh, những bài giảng, và xem đó là lương tâm công giáo, là đức tin không hề lay chuyển của một người ngoan đạo. Ai nói động đến đạo Chúa thì con chỉ muốn ăn thua đủ hoặc tử vì đạo. Sao cuồng thế nhỉ? Lấy chồng, con cũng độc tài với chàng nữa trong việc thờ Chúa. Con từng không thể dằn lòng được trước những quyển sách chống lại đạo Chúa, và con đã từng xé rách bìa một quyển sách như thế trước mặt chồng con. Con không cần biết và không công nhận bất cứ những gì người ta viết, vì xem đó là lời lẽ của Satan. Con nổi điên lên khi nghe những lời lẽ xúc phạm đến giáo hội, và con hãnh diện vì cho đó là con chiến đấu chống lại những cái xấu. Cái xấu, cái ác của thế gian như một chiến sĩ của đức tin. Rồi va chạm, rồi giận hờn, rồi bực tức, cứ thế mà con bị trầy trụa tâm hồn. Con lớn lên trong thương tích như thế, nhưng cũng nhờ đó mà con được có cơ hội nghe, biết và bắt đầu hiểu rõ một vài chỉ trích của những người ngoài đạo. Thế là con bắt đầu biết lắng nghe nhiều hơn. Cô sang Mỹ, cô học và cô làm bên mảng khoa học, thì cô bảo là đồng nghiệp của cô trong cơ quan toàn chỉ trích, toàn lên án cái đạo Chúa này. Cô mới bắt đầu tìm hiểu, đặt câu hỏi và cô tự đi tìm hiểu.
Thế là con bắt đầu biết lắng nghe nhiều hơn trong những cuộc trao đổi với bạn đồng nghiệp ở sở làm, hoặc đọc sách để ý tương phản, quán chiếu, nhất là được nghe những lời nói của những người bạn thuộc bậc thầy đáng kính. Con mới biết nhận ra rằng cái tính khí ngày xưa của con thật đáng xấu hổ thay vì hãnh diện. Những cái đó thuộc về những kẻ mê cuồng và trẻ con, chứ không phải là người đạo đức. Những ý tưởng này con chưa hề dám nói cho mẹ nghe, vì con chưa đủ tài ba để làm cho mẹ hiểu những điều con muốn nói. Cuối đời con, qua nhiều lần sắp tử vì đạo, nhưng may mắn là con chưa dại dột như thế. Nhiều lần quằn quại đối diện với những sự thật của nó, được thấy trong vài quyển sách hiếm hoi, hay được nghe qua những trao đổi nhá lửa với một vài người bạn khả kính, con mới nhận ra chân giá trị là gì. Chuyện này con suy nghĩ mấy năm trường trước khi quyết định. Sau đó, con từ tốn và thẳng thớm đứng lên. Nhưng khi con tách ra khỏi đạo để trở về với dân tộc, ánh mắt gia đình đối với con không giống như khi mẹ bước ra khỏi ngưỡng cửa thờ cúng ông bà. Có nghĩa là khi mà mẹ của cô á, rời cái đạo thờ cúng ông bà để theo cái đạo Chúa, thì mẹ của cô không hề bị kỳ thị, không hề bị ai hắt hủi ghét bỏ. Trong gia đình ai cũng đối xử với mẹ của cô như 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 bình thường, như chưa có như như cố như mẹ của cô vẫn không phải là người đạo Chúa. Nhưng mà khi cô từ đạo Chúa, cô trở về đạo ông bà, thì cô nhận được những cái nó không vui. Cái đó là cái mà ta hay gọi là từ gì thánh thiện của cái đạo Chúa, thánh thiện trong ngoặc kép. Họ luôn gây áp lực với những người mà muốn bỏ đạo Chúa. Tất cả những người bỏ đạo Chúa tâm sự với Ly đều gặp muôn vàn khó khăn, mà họ bị áp lực từ những thằng quả đen và chính những người thân trong gia đình. Mời quý vị nghe tiếp. Nhưng khi con tách ra khỏi đạo để trở về với dân tộc, ánh mắt gia đình đối với con không giống như khi mẹ bước ra khỏi ngưỡng cửa thờ cúng ông bà. Con biết một điều chắc chắn là ông ngoại, bà ngoại và các cậu, các dì vẫn luôn dành cho mẹ những ánh mắt trìu mến và ấm cúng không đổi thay với mẹ. Từ đầu đến cuối, mẹ xem, người lương họ hiền hậu như thế đấy. Người đạo Chúa thường nghĩ rằng những người bên lương dốt nát quê mùa, cho nên khi nghe người thành thị nói tiếng Tây như gió, thì nói gì họ cũng phải nể. Con thì cho rằng chỉ vì người lương vốn đã hiền hòa theo văn hóa lương thiện của ông bà mình, để lại mà thôi. Nhưng xét cho cùng, kết quả thì cũng như nhau, hiền quá hóa ngu. Thế là ông bà ta dung dưỡng hoặc thờ ơ cho những việc quay lưng với ông bà một cách dễ dàng và công khai như thế, mà vẫn không có đến một lời phê phán. Trường hợp con cũng giống như biết bao trường hợp của những người trở về với dân tộc. Họ đều bị khổ nạn cả. Con thừa biết giáo dân được nhồi sọ rằng Chúa là trên hết. Thế cho nên, ai rửa tội, cái tội không hề có, để vào đạo Chúa, đều là những người được tung hô, được đón chào nồng nhiệt, được ấm áp cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu ai đó đã biết Chúa rồi mà quay đi, thì chẳng những không đáng coi trọng, mà còn bị khinh bỉ, bị cô lập, hay bị xem là đáng chết nếu điều kiện cho phép. May là cha đã mất hơn 20 năm trước, tức là cha của cô mà sống thì chắc là chuyện không đơn giản. Tại đạo dòng, cha của cô đạo dòng. May là cha đã mất hơn 20 năm trước, nếu không con chẳng biết con phải làm sao với quyết định này mà gia đình không rách nát. Mẹ thì dễ dãi và thông cảm với con hơn.
cô dùng cái từ mà cô Ly rất là thích. Nếu như ba của cô còn sống mà cô quyết định rời xa cái thòng lọng này thì chắc chắn gia đình của cô sẽ rách nát vì cái tà đạo này. Đúng y như cái lời kinh thánh, ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng, và kẻ thù trong nhà và người trong nhà thù nghịch nhau. Mẹ thì dễ dãi và thông cảm với con hơn. Ông cựu thẩm phán Charlie Nguyễn bị gia đình và bạn bè ruồng rẫy tàn nhẫn vô cùng chỉ vì ông quay về với dân tộc, viết lên những điều chướng tai gai mắt trong đạo Chúa, đã nung nấu tâm sự của ông. Gia đình ông ấy là những người ngoan đạo đấy, chỉ vì tin bậy bạ rằng những người không tin Chúa là vô thần, với nghĩa xấu như là quỷ Satan, đáng bị tiêu diệt. Như vậy, người ngoan đạo sẽ trở nên ác độc mà không hay biết. Ai đã dạy cho những con chiên ngoan đạo như thế? Nếu không phải do những lời kinh, những bài giảng, những bài thánh ca. Vậy, nếu con mới chỉ có mất đi sự ấm cúng trong ánh mắt của thân quyến thì con đã có phúc lắm rồi, con không đòi hỏi gì hơn. Có nghĩa là cô vẫn may mắn hơn học giả Charlie Nguyễn. Dù sao, con cũng rất tự hào vì sự lựa chọn khác của con, hoàn toàn không vì những ân nghĩa, không vì tình cảm, không vì những nét hào nhoáng hấp dẫn bên ngoài, không vì lời mê hoặc hay những điệu hát du dương, không vì những tiếng nói đạo đức thánh thiện mà tưởng mình cũng thánh thiện đạo đức. Tuy nhiên, mẹ của con thì đương nhiên thánh thiện. Dù cho mẹ đã cải đạo hay nếu mẹ không cải đạo thì có lẽ còn thánh thiện hơn thế nữa. Con lựa chọn khác vì con thích cái gì khoa học thực tiễn chứ không thích mê tín. Con không hề sợ động chạm đến mẹ trong những ý thức này vì mẹ biết tổng thời của con may mắn được học khoa học nhiều hơn thời xưa. Và lại, con thích khoa học thì có gì là sai, phải không mẹ? Mẹ chẳng thể hiểu, nhưng mẹ vẫn đã từng nghe con nói. Con nói để con nghe, và mẹ cũng vẫn chỉ tin có Chúa sanh ra muôn loài. Đơn giản thế thôi, nhưng nếu mẹ có thể hiểu tất cả những điều con nói, chắc chắn mẹ sẽ tán thành con mà thôi. Con thích công bằng trên căn bản đại quần chúng, chứ không phải công bằng chỉ với con Chúa hay công bằng theo góc nhìn của những người có sứ mạng mở rộng nước Chúa. Cái chỗ này người theo đạo Chúa không thể cảm nhận được, vì họ xem những người không tin Chúa là không xứng đáng cái gì cả, ngay cả không đáng sống trên đời, huống chi là một quốc gia, một miếng đất hay một tòa nhà. Con thích bác ái vô vị lợi, chứ không phải bác ái có móc câu. Con không dám động chạm đến mẹ khả yêu của con, nhưng con thấy quá nhiều người đang bị móc câu, trôi vào cả ruột rồi, mà vẫn bênh vực cho kẻ thả câu. Mẹ có biết không, con chưa thấy hành động bác ái hay cơ quan bác ái nào của đạo Chúa mà không đi theo cây thánh giá và những câu chúc tụng nạp ơn vào cho Chúa, cho rằng tất cả đều do Chúa. Vậy kẻ nhận của bố thí phải cám ơn Chúa, nhưng muốn cám ơn Chúa thì phải để họ chỉ dạy cho biết cách. Sau đó thì kẻ chịu ơn dần dần thấy rằng chỉ có con đường đi theo Chúa là con đường duy nhất để tiếp tục được no đủ. Và con khinh chê kẻ làm phước kiểu như thế. Con thích lý luận để tìm lẽ phải theo chân trời mà con có thể thấy được, theo mớ kiến thức mà con có được do học hỏi mỗi ngày qua việc đọc các bài viết của những người khác, chứ không thích nghe người nào chỉ bảo con đâu là lẽ phải một cách độc đoán.
con thích khiêm nhường đối với người đời, chứ không phải chỉ có khiêm nhường với Chúa, mà đại diện là các linh mục, các phẩm trật trong giáo hội. Mà đối với con, họ chỉ là những người chỉ biết mê hoặc gạ gẫm giáo dân mà thôi. Chưa kể, con biết quá nhiều việc dơ bẩn của họ lắm, từ tòa nhà Vatican xuống dưới, đáng khinh hơn là đáng kính. Con thích khiêm nhường thực sự, chứ không phải chỉ giả dối ngoài môi hoặc đấm ngực trong nhà thờ. Con rất khó chịu khi nghe những câu kinh hay bài hát mâu thuẫn với đức khiêm nhường như: dân riêng của Chúa, vua của các vua, giáo hội duy nhất thánh thiện. Ngay trước những mâu thuẫn này, con chưa hề nhận ra. Con thích đạo đức trên căn bản đối nhân xử thế giữa người với người, chứ không phải đạo đức trên hai tay chắp lại và đôi mắt nhắm nghiền trước ảnh tượng Chúa, hay đạo đức tính theo số ngày giờ đến nhà thờ quỳ gối, hoặc số kinh thánh mừng, hoặc số kinh kính mừng lạy cha trên sâu chuỗi nằm trong tay. Thậm chí đạo đức tính trên số tiền đóng góp cho nhà thờ. Cái này hiểu cho thâm sâu thì hay lắm thưa quý vị. Ly xin đọc lại cái này vì Ly thích. Con thích đạo đức trên căn bản đối nhân xử thế giữa người với người, chứ không phải đạo đức trên hai tay chắp lại và đôi mắt nhắm nghiền trước cảnh tượng Chúa, trước ảnh tượng Chúa. Tức là người Công giáo đó, thì họ cho cái người nào mà chịu khó đi nhà thờ, ngoan đạo, ngồi hàng giờ dưới tượng Chúa chắp tay cầu nguyện, đó là những người đạo đức. Khi ra ngoài, sống như nào không quan trọng, mà cái giờ đến nhà thờ nhiều mới là người đạo đức. Mà cô Châu không thích điều đó. Con thích đạo đức trên căn bản đối nhân xử thế, cái đoạn này hay. Giữa người và người, chứ không phải đạo đức trên hai tay chắp lại và đôi mắt nhắm nghiền trước ảnh tượng Chúa, hay đạo đức tính theo số ngày giờ đến nhà thờ quỳ gối, hoặc số kinh kính mừng lạy cha trên sâu chuỗi nắm trong tay. Thậm chí đạo đức tính trên số tiền đóng góp cho nhà thờ. Con khinh lờn những bậc thang giá trị đó. Con không hề nghĩ mẹ nằm trong đám người này, vì con biết chỉ theo thói quen, vì con biết mẹ chỉ theo thói quen và thích có kinh đọc EA. Mẹ tôi đơn giản và vô tư như thế. Con thích triết lý. Đây là một cô đang nhắm mắt, cầm chuỗi, nhắm mắt cầu nguyện, rất là nhìn rất là ngoan đạo. Đó. Và cô viết bên dưới cái hình này quý vị. Đối với con, đây là hình ảnh mê tín chứ không phải là đạo đức. Tức là cầm cái sâu chuỗi nhắm nghiền như vậy đó, là cô Châu cho là mê tín chứ không phải đạo đức, và đó là sự thật. Con thích triết lý có thể thực nghiệm chứ không phải triết lý theo mạc khải, theo mầu nhiệm. Khi đọc Chúa cứu chuộc nhân loại, ơn Chúa cứu rỗi, thì con phải biết Chúa cứu lúc nào và cách nào. Câu trả lời thường là: những gì mình được ai giúp thì đó là Chúa sắp đặt. Ly xin lỗi, hôm nay Ly bị cái mũi bị ngứa quý vị. Trời ơi, tức quá đi. Chờ Ly xíu nhé. Ly gần hết rồi. Đây là một cái bài mà những người mà theo đạo Chúa mà có ý định bỏ đạo Chúa nên nghe quý vị. Nên nghe tại vì Ly đọc Ly còn thấy hay. Ly đọc lâu rồi nhưng mà Ly giờ mới đọc đến đây thôi. Này.
Con thích triết lý có thể thực nghiệm, chứ không phải triết lý theo mạc khải, theo mầu nhiệm. Khi đọc Chúa cứu chuộc nhân loại, ơn Chúa cứu rỗi, thì con phải biết Chúa cứu lúc nào và cách nào. Câu trả lời thường là, những khi mình được ai giúp thì đó là Chúa sắp đặt. Con cho là câu trả lời xạo, giống như bác sĩ mổ em bé ra thì họ nói là Chúa hướng dẫn bác sĩ mổ. Con cho là câu trả lời xạo, hay đúng hơn là gian xảo, bởi vì con có thể nói như thế cho bất cứ ông thần, bà thần nào đó mà con nghĩ ra. Bây giờ Ly nói là những gì Ly có là do bố Ly phù hộ, hay là do Đức Phật phù hộ thì cũng được. Đạo Chúa không đáp ứng cho con bất cứ chỗ nào trong những vấn đề thuộc phạm trù nhân văn như trên. Con quyết định phải lớn lên và trở thành con người đứng vững trên đôi chân không phải do Chúa mà là do cha và mẹ tạo dựng. Con cũng không còn thích quỳ lạy cầu xin mỗi lần con cần giúp đỡ tinh thần hay vật chất. Con đã từng thổ lộ cho mẹ biết một phần những tư tưởng của con như thế. Mẹ không hề buồn khi nghe con nói những chuyện này, nhưng người khác thì con không dám thổ lộ. Nhưng thế nào rồi họ cũng sẽ dứt phép thông công với con. Chắc là nhà thờ. Họ chỉ biết giận dữ và tự ái. Đáng sợ lắm, không như những gì ông bà ngoại và các dì các cậu đối với mẹ khi mẹ trở thành con Chúa. Đó là ý cô nói là nhà thờ sẽ dứt phép thông công cô và cho cô là lạc đạo, chứ không đối xử nhân từ như bố mẹ ông bà của ông bà nội của mẹ cô. Reng, reng, reng. Có anh bạn gọi bà nè, tiếng ông xã con gọi lanh lảnh. Anh này học cùng trường với con. Mẹ đã từng nói chuyện trên điện thoại với anh ta năm trước, chắc mẹ còn nhớ. Anh ấy nói rằng con thật có phúc vì được kề cận mẹ đến những năm 60 năm, trong khi anh ấy chưa hề có cơ hội nào được đáp lễ hay hiếu kính cho mẹ anh, vì bà bị chết lúc anh ta chỉ mới 7 tuổi. Phạm đã từ lâu theo và thấm nhuần tư tưởng triết lý đạo Phật. Trao đổi với anh ấy một lúc thì con cảm thấy được vơi bớt xúc cảm. Phạm bảo với con, nếu chị hiểu triết lý nhà Phật thì chị không nên buồn. Phạm nói, mẹ chẳng mất đi đâu cả, tại sao lại bi lụy? Đó là vì khi mẹ sanh ra con thì trong người con đã có một phần của mẹ rồi. Thân hình các con cũng như những cây non mọc lên từ một cây già cỗi mục nát, cụm cây già sẽ từ từ tan biến vào lòng đất làm chất đạm nuôi nấng cây non. Rồi đây chính các thân cây này có một ngày cũng lại sẽ mục nát để đi nuôi dưỡng các cây non khác nữa. Đó chẳng phải là sự thật hay sao? Vậy là mẹ đã chẳng đi đâu cả, mẹ luôn có trong con. Bây giờ mẹ và con mình sống trong nhau. Con đang nghe từng hồi dòng máu trong con. Con đang nghe từng hồi dòng máu nóng trong dòng máu trong con đang luân chuyển. Đó là một phần của mẹ đang sống với con đấy mà. Thật là chí lý. Mẹ thấy không, con cần những cách cứu rỗi như thế, chứ con không cần hứa hẹn một ngày biệt mù xa tít nào đó không ai biết sẽ đoàn tụ với mẹ trong vinh quang Chúa. Những từ ngữ thật viễn vông chẳng ai hiểu là như thế nào, nhưng vẫn cứ nói cho ra vẻ người hiểu biết lẽ đạo. Bây giờ mẹ có thể hiểu một số điều con nói ở trên rồi đấy. Kỳ sau con sẽ kể tiếp cho mẹ nghe, bắt đầu bằng những ngày con đi học xa, những điều mà con không dám kể khi mẹ còn thức. Cô có một bài nữa rất là hay, đó là bài
bài đi không nhớ nhầm, nói chung là nói về kể về cái thời kỳ cô đi học xa nhà đó, đọc hay lắm. Mà trong đó có một điều mà cô trải qua mà giống y như chị gái của Ly lúc ra Hà Nội ở với chú Thím. Kính chào quý vị, trên đây vừa vừa quý vị vừa nghe Ly đọc cái bài bài đó. Ly muốn gửi đến những con chiên, những tín đồ nào mà muốn bỏ đạo đó. Thì ở đây là lời của một bài viết của một của phu nhân giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, nếu ai biết thì sẽ thấy cô rất là hiền, yêu nước, thương chồng con và giàu giàu lòng nhân ái. Và cô là người lập ra một cái trang sách mà Ly nghĩ chỉ trừ người theo đạo Công giáo may ra không thích, còn nữa ai cũng mê, ai cũng thích. Ly dám khẳng định như vậy, nếu mà người nào đó đọc đến nó là đều ghiền nó. Ly khẳng định như vậy. Chính là một con chiên đã tỉnh ngộ, điều hành cái trang gọi là sách khiếm.net. Và Ly nghĩ nó, cái tên sách khiếm không thể có cái tên nào hay hơn với cái trang đó nữa. Ly kính chào quý vị.